Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tây Bắc miền đất du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng tạo thành bức tranh đa sắc màu, đưa Điện Biên trở thành địa phương có hệ thống di sản văn hóa phong phú, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Phát huy thế mạnh đó, ngành du lịch tỉnh đã và đang tập trung khai thác lợi thế các bản văn hóa du lịch để tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng riêng biệt. Căn nhà sàn của nhà hàng Anh Lò Văn Phong, bản văn hóa du lịch Nong Chấn, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ hôm nay lại rộn ràng tiếng nói cười. Mọi người trong bản đang chuẩn bị các món ăn dân tộc Thái, đón đoàn khách từ Hưng Yên lên trải nghiệm. Đây cũng là điểm dừng chân của rất nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến để tìm hiểu, khám phá những nét văn hóa ẩm thực du lịch của đồng bào dân tộc Thái. Mỗi món ăn, một khẩu vị riêng nhưng hòa quyện, trong đó là nét văn hóa ẩm thực tinh túy, mang đậm hương vị Tây Bắc. Lần đầu tiên là bước chân về thành phố Điện Biên, hôm nay cảm nhận rất là vô cùng là phấn khởi, vô cùng là cảm xúc vì cái hương vị của Điện Biên nó khác hoàn toàn với cả miền xuôi chúng tôi. Quê hương Hưng Yên là không bao giờ có những cái hương vị như thế này mà tôi cảm nhận là tôi sung sướng lắm. Thích nhất là cái món nướng của dân tộc Thái và món lẩu. Rồi món nếp nương, rồi tất cả nhiều món mà tôi cảm nhận là vô cùng là khuyến khích và vô cùng là phấn khởi và thích và rất ngon miệng mà rất là hào hứng mà rất muốn làm sao mọi người ta nên cố gắng về Điện Biên một chuyến để thưởng thức ẩm thực của Điện Biên và để biết được cái nền văn hóa của dân tộc Thái cũng như là của đất Điện Biên là như thế nào. Thì ngoài các ẩm thực ra thì nên đây là được ngắm các cái ngôi nhà sàn này của người Thái thì rất là đẹp và miền xuôi thì không bao giờ có. Bản văn hóa du lịch Nong Chấn là một trong 12 bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng để phục vụ khách du lịch. Bản bắt đầu làm mô hình du lịch từ năm 2010 trên cơ sở quy tập các thành viên trong bản để thành lập đội văn nghệ, đội ẩm thực phục vụ du khách. Các món ăn hay các điệu múa, xòe, múa sạp, múa khăn piêu đều được chọn lọc tinh tế, mang đậm nét văn hóa bản địa. Là chúng tôi dàn dựng một đội ẩm thực làm nấu ăn các món ăn của đồng bào dân tộc Thái, đặc biệt là các món ăn của người dân tộc Thái đen. Ví dụ như các món gà nướng này, cá nướng này, lạp chín và thịt sấy, thịt khô, dâu, rừng nộm, thập cẩm và dàn dựng những các tiết mục múa hát để phục vụ khách du lịch tham quan đến thưởng thức các món ăn dân tộc rồi còn giao lưu múa hát bản Nong Chấn. Cũng đã thành lập một đội văn nghệ từ trước đến nay. Thì những bài múa để thu hút được khách đến với Điện Biên, bài múa dân tộc như múa nón này, múa chai này, múa mời rượu và múa khăn, múa piêu. Trong đề án phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phấn đấu, bản văn hóa du lịch cộng đồng Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ trở thành điểm du lịch cấp tỉnh. Hiện nay, bản đã hình thành 5 điểm kinh doanh du lịch ẩm thực mang đậm hương vị của đồng bào dân tộc Thái. Guồng nước, một nét văn hóa đặc sắc trong văn hóa dân tộc Thái, được dựng lên gần nhà chòi bên dòng Nậm Rốm huyền thoại. Đây chính là cách mà đồng bào dân tộc Thái ở Phiêng Lơi làm du lịch cộng đồng để mang đến cho du khách thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi đến Phiêng Lơi. Các cơ sở kinh doanh cũng đã cải tạo cảnh quan thiên nhiên, xây dựng các tiết mục văn nghệ đặc sắc và những món ăn đậm vị dân tộc. Chúng tôi đang xác định một cái chuỗi cái du lịch cộng đồng là bây giờ chúng tôi đang huy động nhân dân để làm sao mà trước hết là làm cái khu du lịch tập trung. Ở đây là hai bên suối, chúng tôi là bây giờ hiện tại là làm một cái đường rích rắc này, rồi làm các cuồng nước này, các chòi nghỉ mát này, đấy, rồi trồng hoa hai bên đường này để khách đến tham quan du lịch. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tập trung vào cái
ẩm thực văn hóa của người Thái, cái điểm nhấn là ẩm thực, múa Thái, múa các dân tộc của người Thái là chúng tôi đang lưu giữ rất là tích cực. Hiện tại thì bản chúng tôi có 2 đội văn nghệ để phục vụ khách du lịch chuyên về múa xòe, múa sạp này, múa Thái dân tộc này. Trong ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, du khách được thưởng thức những món ăn dân tộc, được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên, tay trong tay của vòng xòe đoàn kết, tất cả tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc và là trải nghiệm thực sự hấp dẫn, khó quên với những ai từng đặt chân tới. Lần đầu tiên tôi được cảm nhận qua những điệu múa của những cô gái Thái ở nơi đây rất là đẹp và cũng rất là hấp dẫn, và đã tạo cho tôi một cái ấn tượng rất là sâu sắc về những nét đẹp truyền thống của người Thái. Qua đó để nhận thấy một cái nét đẹp truyền thống mà mong muốn được lưu giữ và bảo tồn. Du lịch cộng đồng muốn phát triển bền vững phải có cách làm riêng, sáng tạo, không trùng lặp về sản phẩm văn hóa. Đó là cách mà bản du lịch cộng đồng Nà Sự, xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ đã và đang thực hiện. Những nếp nhà sàn truyền thống được dòng suối Nậm Bai bao bọc từ nhiều năm nay như khoác lên mình tấm áo mới. Những lối đi được rải hoàn toàn bằng đá cuội. Hệ thống chiếu sáng dọc lối vào bản được chế tác bằng thân gỗ hay các guồng nước được dựng bên dòng suối. Tất cả đã tạo nên một Nà Sự rất riêng, thơ mộng và độc đáo. Bản thân tôi khi được tham gia vào khu du lịch cộng đồng cùng bản Nà Sự thì hiện tại tôi đang giữ chức vụ là quản lý cả khu du lịch trong bản Nà Sự luôn ạ. Và chúng tôi đã phân ra các từng tổ như là tổ quản trị này, tổ văn hóa và tổ ẩm thực, và các tổ cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình được giao và đã sẵn sàng để đón du khách. Phát triển du lịch cộng đồng hiện nay là một xu hướng đang được ưa chuộng. Nhiệm vụ này đã được tỉnh Điện Biên cụ thể hóa trong Nghị quyết 03 về phát triển du lịch. Toàn tỉnh có 12 bản văn hóa du lịch cộng hưởng là sự đa dạng về văn hóa của 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là những lợi thế quan trọng để tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng một số mô hình homestay cung cấp dịch vụ ngủ nghỉ, ăn uống, trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước. Đẩy mạnh cái việc khai thác các cái bản văn hóa du lịch hiện có, cũng như là quan tâm tới việc là đầu tư để xây dựng thêm các bản văn hóa du lịch mới. Trong năm vừa rồi thì chúng tôi có tranh thủ được cái nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, hỗ trợ cho cái bản Tả Khố Khừ của Xín Thầu giá trị là 1 tỷ đồng. Đấy, để chúng tôi quan tâm đến việc phát triển du lịch của cái bản Tả Khố Khừ. Ngoài ra thì trên địa bàn các huyện cũng đã rất là quan tâm tới việc xây dựng các cái bản du lịch cộng đồng. Ví dụ như Nậm Pồ vừa rồi thì cũng đã phối hợp rất nhiều đơn vị, trong đó có cái một cái đơn vị về chuyên về phát triển du lịch cộng đồng đã vào quan tâm hỗ trợ về mặt kỹ thuật để xây dựng cái bản Nà Sự của xã Trà Nưa trở thành cái bản du lịch cộng đồng. Ngoài ra thì ở các địa bàn các huyện khác, chúng tôi cũng đã quan tâm tới cái việc là tập huấn cho người dân để sẵn sàng phục vụ khách khi đến với địa bàn mình, và đặc biệt là phải giữ gìn những cái tài nguyên hiện có của địa bàn để có thể phát triển du lịch trong tương lai. Khai thác những nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc, tạo dựng một không gian đa màu sắc ở các bản văn hóa du lịch cộng đồng đã giúp du khách thêm một lần được trải nghiệm, hòa mình với văn hóa bản địa nơi vùng cao Tây Bắc. Trong những ngôi nhà sàn, tiếng nói cười vẫn rộn ràng, những vòng xòe đoàn kết càng thêm say đắm như lời mời gọi níu chân du khách gần xa. Đến đây, chuyên mục Tây Bắc miền đất du lịch cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.